con nhà người ta sinh tháng 10, đều là 10月出世, còn hai đứa này đã mấy chục năm, vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Hít một cái tích mịch, vừa xuyên không đã bị suy dinh dưỡng, sắp to rồi. Tin, chúc mừng chủ nhân nhận được vô thượng thánh thai tu luyện thuật. Khi tu thành cũng là ngày chào đời. Sinh ra đã là thánh thể đạo thai, xin hỏi chủ nhân có muốn tu luyện không? Tu luyện ngay lập tức. Còn 10 ngày nữa, thuật tu luyện thai nhi của ta sẽ thành công. Luyện thành bất tử thiên hoàng thể chỉ trong tầm tay. Kiếp trước nàng là nữ đế thiên giới, sau khi bị kẻ thù vây đánh trọng thương và trốn thoát, lại bị thuộc hạ phản bội, đành phải dùng đại luân hồi thuật để đầu thai chuyển kiếp. Kiếp này từ những cuộc trò chuyện hàng ngày của mẹ, biết được thời đại huy hoàng sắp đến, có lẽ ta cũng có thể tranh một phần, tranh giành cơ duyên, để sớm khôi phục đỉnh cao tu vi. Những kẻ phản bội ta phải trả giá bằng máu. Chuyện gì thế này? Sao ta lại có một đứa em trai? Em trai ta dường như cũng có thể tu luyện trong bào thai. Chẳng lẽ cũng là một bậc đại năng chuyển thế? Đại năng thì sao chứ? Ta là nữ đế chuyển thế, ngươi có giỏi đến mấy cũng chỉ là em trai thôi. Chị nhường em là điều đương nhiên, nhưng ta phải chiếm phần lớn. Đậu Thanh Nham nghĩ vậy, quyết định nhường một phần nguyên khí cho em trai. Nhưng ngay lúc đó, nàng phát hiện lượng nguyên khí mình hấp thụ được chỉ còn 2 thành, rồi chỉ còn 1 thành, cuối cùng chẳng còn gì cả. Đồ em trai chết tiệt, quá đáng quá. Không được, ta không thể chịu thua như vậy. Trong nháy mắt 10 năm đã trôi qua, nếu không phải mẹ cung cấp thêm năng lượng, có lẽ nàng còn không thể duy trì chức năng cơ thể. Bất tử thiên hoàng thể chỉ còn 10 ngày nữa là đại thành, vậy mà bị kéo dài tận 10 năm. Tin, chủ nhân đã tu luyện thành công vô thượng thánh thai tu luyện thuật. Sắp chào đời, chủ nhân có 3 cơ hội điểm danh mỗi tháng. Địa điểm điểm danh càng đặc biệt, phần thưởng càng hậu hĩnh. Chủ nhân có muốn điểm danh lần đầu không? Điểm danh. Chúc mừng chủ nhân đã điểm danh bên cạnh nữ đế chuyển thế Đậu Thanh Nham, nhận được phần thưởng tiên thiên đạo thai, sẽ hòa nhập vào cơ thể sau khi chủ nhân chào đời. Do đây là lần điểm danh đầu tiên của chủ nhân, tặng thêm một đạo huyền nguyên bổ thiên chi phí, có thể bù đắp thiếu sót của căn cơ tiên thiên. Phần thưởng này không tệ. Khoan đã, nữ đế ư? Hóa ra ta còn có một em gái và là nữ đế chuyển thế, thì ra chính là nàng, khiến ta suy dinh dưỡng suýt đòi mạng. Chúng ta đã hại nhau một lần, coi như hủy nhau vậy. Em là em gái của anh trai thương em gái là đúng rồi. Huyền nguyên bổ thiên chi phí này cho em đấy. Dù sao căn cơ anh cũng hoàn hảo rồi, không cần đến. Hệ thống, hãy đưa huyền nguyên bổ thiên chi phí vào cơ thể em gái ta. Anh trai ăn no, cũng phải cho em gái ruột uống chút nước canh chứ, mới là một chủ nhân tốt. Đậu Thanh Nham bỗng phát hiện bất tử thiên hoàng thể của mình đã đại thành. Lúc này nàng đã chịu đựng suốt 10 năm, giờ cuối cùng cũng không cần nhịn nữa. Đồ em trai chết tiệt, ăn một cú đá của ta này. Đậu Thanh Nham không còn em ngại, đá thẳng vào đống huyết. Nhưng cú đá này lại khiến nàng bị bật ngược lại, nước cối đá vỡ rồi. Ôi trời, bụng em đau quá, em sắp sinh rồi. Chuyện gì thế? Thưa chủ nhân, phu nhân bảo bụng đau lắm, đứa bé sắp chào đời rồi. Nhanh lên, mau gọi bà đỡ đến. Ra rồi, ra rồi, đầu đã lộ ra rồi. Đồ em trai chết tiệt, ta phải ra trước, ta có ý thức trước. Ta là nữ hoàng chuyển sinh, ta phải làm chị. Đồ em gái chết tiệt, kéo chân ta làm gì? Là đàn ông đẹp trai nhất hành tinh xanh, làm sao ta có thể làm em được? Chúc mừng chủ nhân, là một bé gái. Tức chết mất, dám đá ta ra ngoài, xấu hổ quá đi. Ngươi cứ đợi đấy, xem ta trả thù thế nào. Đứa bé này không khóc không quấy, không phải ở trong bụng lâu quá thành ngốc rồi chứ? Ngốc là ngươi thì có, ngươi mới là đồ ngốc. Ta đâu có khóc nghe. Ngay lúc đó, trên bầu trời vang lên tiếng phượng hoàng, vang vọng 9 tầng mây. Trên không trung xuất hiện vô số bóng phượng hoàng, thể hiện uy thế của chúa tể muôn loài. Dù chỉ là hư ảnh, nhưng uy thế tác ra cũng kinh người vô cùng. Khi thấy thật kinh người, không biết thiên tài nào của gia tộc đột phá, thật là lợi hại. Vạn hoàng tề tụ, theo ghi chép trong cổ tịch của nhà Đậu ta, chỉ có thể chết bất tử thiên hoàng mới sinh ra dị tượng này. Trần Khôn, ngươi sinh được một đứa con gái tốt đấy. Con gái ta là thiên chi kiêu tử, con gái ta là nữ đế tương lai, trăm năm chờ đợi không uổng công. Năm xưa thể chất ta tầm thường, mà vẫn thành đế. Kiếp này có thể chết bất tử thiên hoàng, thành đế chỉ là chuyện sớm muộn. Kiếp này ta nhất định phải đạt lấy ngôi đại đế. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.